Trong tuần trước, các khán giả của Trường Tin đã được chứng kiến trận thi đấu giữa hai đội thi đến từ đội của bộ đôi huấn luyện viên Hoàng Minh và Phương Uyên, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp và Trung học phổ thông chuyên Thái Bình tỉnh Thái Bình. Và các bạn đang hiểu sai bản chất của văn hóa tẩy chay, bởi vì văn hóa tẩy chay chỉ là để thỏa mãn những cảm xúc nhất thời, và những người sử dụng văn hóa tẩy chay công kích người khác sẽ cảm thấy hả hê khi được gắn cái mác là thực thi công lý. Mục tiêu của văn hóa tẩy chay là chống lại những hành vi vi phạm đạo đức. Vì thế, khi cái văn hóa này được truyền bá rộng khắp, được mọi người tin tưởng và tuân theo, chúng tôi tin rằng người ta sẽ luôn luôn cố gắng không sai phạm những cái hành vi đạo đức này, bởi vì người ta biết rằng là nếu người ta làm như thế thì người ta sẽ bị trừng phạt. Anh với chị Uyên sẽ đội chọn đội Nguyễn Quang Diêu để đi tới vòng tiếp theo. Như vậy, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp là đội thi tiếp theo bước vào vòng tứ kết của Trường Tin 2021. Chỉ còn lại duy nhất một tấm vé cuối cùng, và tuần này đó là trận thi đấu giữa hai đội thi của huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Tú Uyên. Đội thi khiến huấn luyện viên Tú Uyên ấn tượng về khả năng phân tích, phổ thông năng khiếu thành phố Hồ Chí Minh. Những gì thế giới các bạn lập ra về yếu tố thất nghiệp và yếu tố vật chất là điều sai trái. Bởi vì trong đại dịch Covid-10 qua, chúng ta đã chứng kiến rằng ở thành thị tỷ lệ thất nghiệp tăng lên gấp đôi, có nghĩa là 10% người trẻ thất nghiệp, trong khi điều này ít hơn hẳn so với thế giới của chúng tôi. Đối với bên đội phản đối, đội phổ thông năng khiếu, thì chị nghĩ rằng các bạn đã có khả năng phân tích rất là tốt, và đặc biệt các bạn biết phân tích về cái động lực khiến cho ai đó làm cái chuyện gì đó. Và đây cũng chính là cái kiểu phân tích mà chị luôn luôn sử dụng khi mà chị tranh biện, cho nên chị rất là thích cái cách phân tích của các bạn. Đội thi được huấn luyện viên Tú Uyên đánh giá cao ngay từ vòng casting, Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ Hà Nội. Đội phản đối đã lên đây và nói rất hay về những chủ nghĩa hạnh phúc, vì việc hạnh phúc quan trọng như thế nào và việc chúng ta sẽ tìm kiếm hạnh phúc như thế nào ở miền quê. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đến cuối cùng, khi mà các bạn không có đất để cắm rủi thì ở phố các bạn là kẻ làm thuê. Cuối cùng lúc về quê thì các bạn chỉ là kẻ cày mướn và thôi. Thì ngay từ đầu ấy là chị đã chấm đội tụi em, chị còn nhớ cái trận chị chấm đội tụi em là trận về học nghệ thuật đúng không? Và chị đánh giá cực kỳ cao team Team CNN1, và chị bảo luôn là Linh ơi, mình phải cố gắng đưa đội này vào. Khi hai đội được xếp cặp với nhau thì các bạn đã đùa rằng là đây là một trận chiến Nam Bắc, vì thực sự cả hai đội đều có những thực lực vô cùng là nổi trội ở trong Trường Tin năm nay, và đều là những đội vô cùng tiềm năng theo như đánh giá của các giám khảo. Thì bất ngờ thay, các em lại có một số điểm khá tương đồng với nhau về mặt chiến thuật và khả năng sử dụng kiến thức. Đối với phổ thông năng khiếu, mặc dù các em có khả năng sử dụng lập luận một cách tự nhiên hơn, gần gũi hơn thay vì quá logic và dập khuôn, tuy nhiên điều này dẫn đến việc các em chưa thể tư duy xa hơn được những lập luận mà các em nói. Các em sẽ gặp vấn đề với việc nâng ảnh hưởng của những cái lập luận của các em. Đội chuyên ngoại ngữ thường sẽ cố gắng đi đến một cái kết luận về mặt ảnh hưởng rất to lớn, rất nghiêm trọng, tuy nhiên lại thiếu đi phần chứng minh về việc tại sao một cá nhân lại có thể đưa ra một cái lựa chọn mà gây ảnh hưởng đến mức độ xã hội như vậy. Đội thi nào sẽ là cái tên cuối cùng bước vào vòng tứ kết của Trường Tin 2021? Cùng đón xem trong trận thi đấu ngay sau đây! Chào mừng quý vị khán giả đã đến với Trường Tin, game show về tranh biện do Trung tâm Sản xuất các chương trình giáo dục Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh dấu một chặng đường rất quan trọng của Trường Tin, khi trận tranh biện này là trận cuối cùng trước khi chúng ta sẽ bước vào vòng tứ kết, với rất nhiều những điều hứa hẹn thú vị và vô cùng hồi hộp. Ngày hôm nay cũng rất xứng đáng sẽ là trận vòng loại trực tiếp cuối cùng, khi cả hai đội chơi đến từ những ngôi trường rất giàu thành tích, rất giàu truyền thống, và đặc biệt là những bạn học sinh ở đây vốn được biết đến là cực kỳ tài năng. Đó chính là hai đại diện, một đến từ Hà Nội, một đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Từ Hà Nội đó là các bạn học sinh tới từ trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, đó là trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và hai đội này cũng thật trùng lập là đến từ cùng ngôi nhà của huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Tú Uyên, một huấn luyện viên vốn được biết đến với sự chuyên nghiệp, với rất nhiều kinh nghiệm trong tranh biện. Trước khi chúng ta gặp gỡ với các thí sinh của hai đội chơi ngày hôm nay, hãy cùng trò chuyện với người huấn luyện viên đã sát cánh cùng với các bạn ấy trong suốt thời gian qua. Ở trong trận tranh biện ngày hôm nay thì chị Uyên rất là có nhiều niềm tin và cũng rất là thoải mái khi mà đến với trận này, bởi vì đội phổ thông năng khiếu và đội CNN đều là hai đội có tinh thần làm việc rất là tốt, rất là chủ động, và đặc biệt là tư duy của các bạn rất là giỏi. Cho nên khi mà làm việc với các bạn thì bản thân chị và chị Linh cũng học thêm được rất nhiều từ các bạn. Và đối với kiến nghị ngày hôm nay thì ngay từ đầu bọn chị cũng hướng cho các bạn với cái tinh thần đó là đây là một cái kiến nghị giả tưởng, nhưng mà nó vẫn có rất nhiều sức mạnh thực tế ở trong đó.
Và hơn hết, chị hy vọng rằng các bạn sẽ có thể sử dụng kiến nghị này để mang lại những thông điệp mà các bạn nghĩ là cần thiết cho những người xem chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn huấn luyện viên Tú Uyên, huấn luyện viên Nguyễn Chí Hiếu. Anh đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thì anh đánh giá thế nào về trận tranh biện này? Thực ra thì từ vòng top 30 thì khi xem hết một lượt đấu thì đúng là chuyên ngoại ngữ và phổ thông năng khiếu là những đội mà nằm trong cái top đầu của vòng top 30, và thực sự các bạn là những đội mà cái khá là toàn diện, không phải là về kỹ năng không đâu, mà là về cả cái kiến thức nền của các bạn cũng như là cái cách các bạn tư duy và cái cách các bạn phối hợp với nhau. Thành ra là từ lúc đầu thì bảo là nhưng mà có lẽ là mình thì cái phong cách của mình thì nó trầm hơn, vì vậy là từ lúc đầu thì dù là mình đánh giá rất cao hai đội này nhưng mà mình nghĩ rằng là với màu sắc của hai đội này thì Tú Uyên sẽ làm tốt hơn, bởi vì nó hợp với là màu sắc của nhà Tú Uyên hơn. Nhưng mà hai đội này là hai đội gần như là khá là toàn diện trong top 30. Vâng, xin được cảm ơn những lời khen của huấn luyện viên Nguyễn Chí Hiếu cho hai đội tham gia vào cuộc tranh biện ngày hôm nay. Và nói một chút về kiến nghị ngày hôm nay, chúng ta sẽ được biết kiến nghị trong giây lát nữa thôi. Nhưng có thể đánh giá là kiến nghị này rất là phù hợp với những bạn Gen Z, những người rất trẻ tuổi và rất là quen thuộc với khái niệm về vũ trụ điện ảnh cũng như là những cái điều thú vị xung quanh nó. Đồng thời thì kiến nghị này cũng giúp cho các bạn mở rộng hơn những tư duy về những tác động ra bên ngoài của những cái bộ phim như vậy. Thế thì huấn luyện viên Hoàng Minh và Phương Nguyên là những người trẻ, các bạn đánh giá thế nào về kiến nghị này? Nó có khó đối với các thí sinh của chúng ta không? Mình đánh giá đây là một kiến nghị cũng khó đối với các bạn, bởi vì nó không những đòi hỏi các bạn cần phải biết phân tích cái bản chất của cái nhân vật và cái vũ trụ điện ảnh mà mình đang bàn bạc về, mà các bạn ấy còn phải liên kết với những gì các bạn ấy nói với những cái thứ mà xảy ra ở ngoài đời thật. Nếu mà không thì nó sẽ thành một trận đấu mà sẽ chỉ bàn về cái bộ phim, và như thế thì nó sẽ không mang nhiều ý nghĩa cho lắm và nó cũng sẽ không phải là một trận đấu tốt. Chính xác, đúng không ạ? Chúng ta phải chắt lọc được những chi tiết quan trọng để liên hệ nó với đời thật. Có như vậy thì một cuộc tranh biện nó mới có tác động rất là rõ ràng đối với người nghe. Và trước khi chúng ta biết kiến nghị ngày hôm nay là gì, hãy cùng làm quen với các thành viên rất tài năng của hai đội chơi ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là đội ủng hộ, các thành viên tới từ trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hứa Bảo Châu, Phạm Nguyễn Minh Đặng và cuối cùng là cô gái Phùng Thị Phương Anh. Xin chào mừng các em. Còn về phía đội phản đối kiến nghị ngày hôm nay, đó là các nữ sinh tới từ trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Hãy cùng làm quen với họ. Lương Đỗ Bảo Ngọc, Đinh Trần Phương Linh và cuối cùng Nguyễn Vũ Hà My. Xin chào mừng đội trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta cùng tìm hiểu kiến nghị của ngày hôm nay là gì. Xin mời kiến nghị. Chúng tôi sẽ không thông cảm cho nhân vật Loki trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Như tôi đã nói thì kiến nghị này sẽ mang lại sự hào hứng cho rất nhiều những bạn trẻ, những thế hệ Gen Z. Ngay kể cả với tôi là một người rất yêu điện ảnh thì cũng đã theo dõi không thiếu bất cứ một cái ấn phẩm nào trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Thì chúng ta vẫn có thể hiểu một cách đơn giản là Loki là một nhân vật quá nổi tiếng, được Tom Hiddleston thủ vai, và nó đã biến một nhân vật bắt đầu được đóng vai là phản diện, nhưng qua rất là nhiều những chi tiết gài gắm trong nhiều bộ phim và đến cái series phim truyền hình riêng cho nhân vật này, thì anh ta đã thực sự chiếm được cảm tình của khán giả. Và có thể nói đây là một nhân vật sẽ rất là quan trọng trong tương lai của vũ trụ điện ảnh Marvel. Và kiến nghị này cũng đưa chúng ta đến một cái tranh cãi cũng không hề nhỏ trên rất nhiều cái trang mạng xã hội ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, là liệu một nhân vật đi từ phản diện cho tới sự thông cảm của khán giả thì nó sẽ mang tới những cái tác động như thế nào. Và ngày hôm nay sẽ là một chủ đề không hề dễ dàng cho hai đội chơi. Chúng ta hãy cùng xem lượt đầu tiên các đội sẽ cử ra những đại diện như thế nào. Về phía đội ủng hộ, chúng ta hãy cùng chào đón thành viên của đội trường phổ thông năng khiếu, đó chính là bạn Hứa Bảo Châu. Xin chào Bảo Châu, đang có mặt qua phương thức trực tuyến cùng với chúng ta. Còn về phía đội phản đối, hãy cùng chào đón Lương Đỗ Bảo Ngọc. Trong lượt tranh biện đầu tiên này, mỗi bạn sẽ có 3 phút và không có phần đặt câu hỏi POI. Và xin chúc cho cả Bảo Ngọc cũng như là Bảo Châu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Lượt tranh biện đầu tiên, 3, 2, 1, bắt đầu.
một thanh niên đã gây ra vụ thảm sát 80 người trong vòng 2 ngày, nhiều lần bất thành, giết anh trai của mình và lại lật đổ ngai vàng của cha để có thể đảo chính vương quốc. Kỳ lạ thay lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đồng cảm từ hàng nghìn người fan hâm mộ trên toàn thế giới. Đó chính là thần lừa lọc Loki trong vũ trụ điện ảnh Marvel mà chúng ta đang nói đến ngày hôm nay. Theo đội chúng tôi, những hành động của Loki là cực kỳ trái đạo đức và không thể nào thông cảm ở bất cứ một phương diện nào. Vậy thông cảm là gì? Một, đó chính là sự thương cảm và muốn bảo vệ Loki. Hai, hiểu và chia sẻ cho những nỗi đau của Loki. Nhưng thế giới của chúng tôi sẽ làm ba việc trái ngược lại. Một, chúng tôi sẽ mạnh mẽ lên án những tội ác của Loki. Hai, chúng tôi tìm hiểu những quá khứ của Loki để phòng tránh những người muốn mô phỏng hành vi của Loki. Và thứ ba, chúng tôi sẽ thông cảm cho nạn nhân chứ không bao giờ thông cảm cho kẻ phạm tội. Về trường hợp tệ nhất của thạch đội chúng tôi, một thế giới mà hoàn toàn ghét bỏ Loki, thì đó vẫn sẽ là một thế giới tốt khi hiểu được lằng ranh giữa thiện và ác và có được sự công bằng cho nạn nhân. Vậy đầu tiên, luận điểm thứ nhất, tại sao những hành động của Loki lại không thể tha thứ được? Chúng tôi tin rằng có một nguyên tắc, đó chính là tội ác không thể nào bị lu mờ bởi hoàn cảnh. Ví dụ, một tên cướp giật túi của một cụ già. Chúng tôi tin rằng không thể nào đổ lỗi cho cái nghèo vì vẫn tồn tại nhiều lựa chọn khác để có thể kiếm được đồng tiền lương thiện như là khuân vác hay là phụ quán. Nhưng tên cướp này lại chọn việc tấn công một người yếu đuối trong xã hội và làm nguy hiểm cả hệ thống an ninh của toàn xã hội đó. Áp dụng vào trường hợp của Loki, Loki có thể có được nhiều sự tin yêu của cha của mình bằng việc là chứng minh mình có khả năng chăm nom cho vương quốc tốt hơn là Thor, nhưng ngược lại, anh ta lại cài bẫy anh trai của mình và đẩy phụ vương sang một hành tinh khác để từ đó đảo chính vương quốc. Vì vậy, chúng tôi tin rằng bất cứ tội phạm nào cũng tự nguyện chọn cái ác cho bản thân mình. Thứ hai, chúng ta phải hiểu rằng ai cũng có những bất trắc trong cuộc đời của mình. Nếu chúng ta đào đủ sâu thì bất cứ tội phạm nào cũng có thứ để ta thông cảm, có một câu chuyện để làm ta rơi nước mắt. Nhưng khi ta bị cuốn vào câu chuyện đó, ta dần quên đi những thực tại, những tồi tệ mà tên tội phạm đó đã gây ra cho xã hội và mất đi khả năng lên án một cách đúng đắn cũng như trừng phạt một cách thích đáng. Vậy chúng tôi sẽ có ba ảnh hưởng chính. Thứ nhất, khi chúng ta luôn thấy được cái thiện ở trong một cái ác, chúng ta sẽ dần không thể mất đi khả năng lên án và đưa ra hình phạt chính đáng hay phán xét sự việc. Vì vậy, công lý sẽ bị xóa nhòa. Nhưng thứ nhì, chúng ta sẽ dần cảm thấy bất lực với tâm lý là mọi người đều có hoàn cảnh của riêng họ. Chúng ta không thể nào có thể can thiệp vào hoàn cảnh và cả cuộc đời của một con người để có thể giúp người đó tránh khỏi cái ác. Vì vậy, tội phạm luôn là một thứ không thể nào chạy khỏi, đó là thái độ bất lực. Nhưng thứ ba chính là cơ chế trong phòng chống tội phạm ở đội chúng tôi. Năm 2012, James Holmes đã bước vào một rạp phim, xả súng bắn chết 12 người và làm thương tích hết 70 người sau khi bị ảnh hưởng bởi Joker, là một nhân vật phản diện cũng giống như Loki. Tới với sự phủ sóng của Marvel và sự tôn vinh, thần tượng hóa những hành động trái đạo đức của Loki, chúng tôi tin rằng sẽ tạo ra những tội phạm tiềm năng. Và với cơ chế đồng cảm, hình phạt nhẹ và sự lên án yếu ớt của đội phản đối, những tội phạm tiềm năng này sẽ trở thành kẻ phạm tội. Đó là một thế giới ngập chìm trong biển lửa tội ác và những người vô tội thì phải bất lực đứng nhìn. Cực kỳ tự hào là đội ủng hộ, xin cảm ơn. Thế giới mà đội ủng hộ đang tạo ra là một nơi đầy định kiến, thiếu sự bao dung và con người không có cái nhìn toàn cảnh về một vấn đề. Và đó hoàn toàn không phải là thế giới mà đội phản đối muốn hướng tới trong trận tranh biện ngày hôm nay. Phản biện về nền cũng như luận điểm của các bạn sẽ được lồng ghép vào trong phần hệ thống luận điểm của chúng tôi. Tới với phần nền của trận đấu, đặc tính hóa nhân vật Loki. Loki là đại diện cho nhóm người phải trải qua hoàn cảnh sống tệ về cả vật chất hoặc là tinh thần hoặc là cả hai, khi mà phải chịu sự phân biệt đối xử của chính từ người cha cùng những người dân Asgard vì không mang một dòng máu thuần chủng và từng phạm tội và đã chịu sự trừng phạt đích đáng, tuy nhiên không được sự quan tâm và luôn nhận được một cái nhìn cay nghiệt ở trong vũ trụ Marvel hay từ phía người xem. Và thông cảm trong trận tranh biện là gì thưa các bạn? Đó chính là chia sẻ, là thấu hiểu, không phải là dung túng. Và chúng tôi chỉ giảm đi sự chì chiết, giảm đi những định kiến và đồng thời cũng là mở lòng cho sự thay đổi và đánh giá công bằng cho những nỗ lực của họ. Và tại sao thông cảm lại quan trọng? Đó là khi phần người có thể lấn át được phần con, và đó cũng là khi mà con người đặc biệt, đó chính là khi mà người ta biết suy nghĩ của người khác, thì những đặc tính ích kỷ và mong muốn tối đa hóa lợi ích của bản thân mới có thể được lấn át. Và lập trường của đội phản đối trong trận tranh biện ngày hôm nay là gì? Là chúng tôi đồng ý rằng những hành động của Loki trong quá khứ hoàn toàn là sai, nhưng chỉ khi chúng ta thông cảm cho Loki và nhóm người mà Loki đại diện thì mới có thể tối đa hóa lợi ích về vào thực tiễn. Và mục tiêu của trận tranh biện ngày hôm nay là gì? Thứ nhất là đảm bảo được trật tự an ninh xã hội, và thứ hai là giải quyết được những vấn đề nóng. Và thang đo trận tranh biện này là thông cảm như thế nào là xác đáng, là khi không phải mỗi dựa vào hành vi sai trái mà phải nhìn nhận tổng thể quá trình với
5 trụ cột hệ thống công lý tội phạm, biết được hoàn cảnh và động cơ gây án, và khi thấy được người phạm tội đã chịu trừng phạt và răn đe, bị cách ly và cô lập, bị đền bù thậm chí về cái chết, và cuối cùng đó chính là giác ngộ. Và đội ủng hộ phải chứng minh được rằng thông cảm và lên án Loki là tốt. Tới với luận điểm 1 của trận tranh biện ngày hôm nay là thông cảm tạo động lực thay đổi cho người vi phạm. Đó chính là sau khi chịu sự trừng phạt đích đáng thì người vi phạm có mong muốn cũng như có quyền để được tái hòa nhập, là có cuộc sống như những người ba người khác. Và ví dụ một nữ YouTuber khi cô ấy đã làm một số video về những trải nghiệm của cô ấy ở trong tù. Tuy nhiên thay vì nhận được sự công nhận về phía công chúng về những cái về hành động của việc làm của cô đã phải nhận được rất nhiều gạch đá về việc là cô không xứng đáng là một người truyền cảm hứng tại vì cô đã từng phạm pháp. Và nhân vật Loki thế nào? Là một, đã chịu sự trừng phạt bị giam ở Asgard và bị quyền kiểm soát của tổ chức quản lý phân sai thời gian. Thứ hai, đã chịu đền bù, đã hy sinh bảo vệ Thor và đã chống lại Thanos ở đầu Avengers Endgame. Thứ ba đó chính là gì? Anh đã hoàn toàn giác ngộ, đã có sự hối lỗi trong việc làm của mình ở chính series Loki dưới tên của anh được chiếu trên Disney cộng. Về việc đấy hoàn toàn xứng đáng được rằng là Loki nên được thông cảm, và chỉ khi có được thông cảm thì người ta mới có thể được tái hòa nhập trong xã hội. Và cái việc mà họ được tái hòa nhập hay không được phụ thuộc vào ánh mắt của xã hội lên họ. Vì những lý do trên, Tự Hào là đội phản đối. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn Hứa Bảo Châu cùng với Bảo Ngọc. Hai bạn đã mang tới những phần mở bài rất là ấn tượng cho cuộc tranh biện ngày hôm nay. Và các huấn luyện viên không biết là họ đã đánh giá như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Đầu tiên là từ phía các huấn luyện viên Hoàng Minh, Phương Uyên. Thì đầu tiên mình muốn cảm ơn cả hai đội cũng như chị Uyên vì một trận đấu rất là mới bắt đầu mà mình đã rất là cuốn hút vì cái chủ đề này và vì kỹ năng của cả hai đội. Đối với lượt nói đầu tiên, mình thấy cả hai đội làm rất là tốt và tròn nhiệm vụ. Tuy nhiên thì cá nhân mình sẽ nghiêng về đội ủng hộ Phổ thông Năng khiếu hơn một chút. Lý do để có thể tranh biện kiến nghị này một cách tốt thì chúng ta cần phải có cái liên kết lại đối với cái những gì đang xảy ra ở cuộc sống thật. Thì những gì mà đội phản đối đưa ra hôm nay dù rất là tốt nhưng nó chưa có cái sự liên kết lại là thế thì cái này ảnh hưởng đến xã hội như thế nào. Và đối với cái cách nặng chung của hai đội trong hôm nay thì đội Phổ thông Năng khiếu làm tốt hơn bởi vì các bạn ấy chỉ ra những cái tác động lên xã hội nếu mà chúng ta nhìn vào một cái hoàn cảnh cho một cái tội phạm, và các bạn ấy đưa ra những cái dẫn chứng và những cái lập luận rất là tốt. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Minh. Đó là một cái nhận xét rất là xác đáng và cũng giúp cho đội phản đối có thể điều chỉnh và quay trở lại với đường đua một cách tốt hơn. Còn huấn luyện viên Nguyễn Chí Hiếu ạ, anh sẽ đóng góp gì thêm cho phần mở màn này? Với đội ủng hộ thì thầy cũng đồng ý với mình là các bạn đặc tính hóa được những cái cơ chế để làm sao mà thuyết phục được cái nền của các bạn, thì trong cái luận điểm và cái cách bạn xây luận cứ, các bạn không phải dẫn chứng quá nhiều từ những cái sự thật diễn ra trong cái vũ trụ Marvel và với nhân vật Loki, mà các bạn đưa nó vào trong những cái luận cứ và những cái đặc tính hóa mà nó rất là đời thường để chúng ta có thể hiểu được. Và thầy nghĩ rằng là những cái đó là những cái luận cứ mà nó đúng trong kể cả vũ trụ Marvel cũng như là đúng trong cái thực tế, thì thầy nghĩ là cách mà các bạn đặc tính hóa và các cơ chế nhỏ thì nó thuyết phục thầy hơn. Với bên đội của ủng hộ thì thầy nghĩ rằng là các bạn đưa ra một cái nền rất là tốt, đặc biệt là những cái tầng của về thực thi công lý á. Tuy nhiên khi đi vào luận điểm của con á, thì thầy thấy nó có hai cái mà tụi con cần làm rất rõ, đó là khi mà tụi con xây dựng luận cứ á, có một cái là các bạn chỉ nhặt ra những cái sự kiện đã diễn ra trong cái câu chuyện của Loki thôi, mà các bạn chưa biến nó thành những cái cơ chế và những đặc tính hóa, nó mang tính chất bao quát hơn, nó sát với lại thực tế hơn. Và cái thứ hai nữa, thầy nghĩ rằng các bạn cũng cần cân nhắc rất kỹ là cái công lý của các bạn nó cũng sẽ có thể là nó sẽ hơi khác nhau với các tầng lớp tội phạm khác nhau, đúng không? Thì thầy nghĩ rằng là các bạn cũng nên phân tách ra giữa một cái tội phạm rất là nghiêm trọng và một cái tội phạm mà có thể nó ít nghiêm trọng hơn, thì liệu cái cơ chế của các bạn nó có phù hợp với cả hai nhóm đó hay không? Chứ nếu không thì cái nền của các bạn xây nó sẽ bị cái lỗ hổng chỗ đó. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Nguyễn Chí Hiếu. Quả thật là nếu như với một người không quá hiểu về tranh biện, chúng ta quan sát những thí sinh thể hiện thì quả thật rất là thán phục với cái kỹ năng, sự thuyết phục, cuốn hút của các em. Bây giờ thì huấn luyện viên Tú Uyên ạ, bạn đánh giá thế nào về những học trò của mình trong lượt tranh biện thứ nhất này? Thực ra là mình không biết là mình khen học trò của mình một bên là giỏi, một bên là thông minh thì nó có bị quá đáng hay không. Nhưng mà thực sự là hai ở trong cái lượt đầu chị thấy là đúng là một team thì rất là giỏi, team Phổ thông Năng khiếu thực sự rất rất là giỏi luôn, khi mà xây được một cái nền rất là đầy đủ này, xong rồi lập luận của các bạn có đầy đủ những cái phần mà chị Uyên yêu cầu, và các bạn cố gắng các bạn gói ghém nó vào cái tốc độ nói rất là ok. Đó là đối với phần trình bày của Bảo Ngọc, thì
lúc đầu ấy chị khá là run ấy, tại vì thực ra là Bảo Ngọc có một cái trách nhiệm rất là lớn và Bảo Ngọc lựa chọn một cái cách làm rất là liều, đó là em sẽ kết hợp giữa lập luận và phản biện ở trong đó. Đương nhiên nó chưa phải là một cái thể hiện tốt nhất, nhưng mà cái việc mà em dám làm như vậy ở trong một cái giây phút mà em phải quyết định là à bây giờ hoặc là mình làm như vậy hoặc là mình sẽ phải từ bỏ một cái phần nào đó ở trong bài của mình, thì chị rất là thích những bạn mà dám chơi lớn như vậy. Thì thực sự đúng là hai cô gái này là hai bả bối của team của Uyên và Linh, tại vì cả hai bạn đều làm rất là tốt. Và hiện tại chị đang đánh giá chân thật nhất hai đội ngang bằng với nhau, bởi vì nếu như mà xét theo cả một cái chiều dài của quá trình mà các bạn chuẩn bị cùng với coach, cùng với chị Linh này, xong rồi quá trình mà các bạn trình bày ở trên này, thì thực sự là hai đội đang rất là ngang bằng với nhau. Cho nên chị hy vọng rằng ở những lượt sau các bạn có thể giữ vững được tinh thần này và các bạn có thể giúp cho ý tưởng của mình nó bay cao hơn nữa. Nhưng mà nó vẫn phải cố gắng là mình thực tế nhé. Yeah. Chúc mừng các bạn rất là nhiều vì đã có một lượt khởi đầu vô cùng thành công. Xin cảm ơn những lời nhận xét của huấn luyện viên Tú Uyên, và tôi cũng hoàn toàn tin tưởng vào cái cảm nhận của bạn. Quả thật là một phần mở đầu rất ấn tượng, rất đáng khen. Xin cảm ơn Bảo Ngọc cũng như là Bảo Châu. Chúng ta sẽ cùng phải chờ một ít phút trước khi đến với lượt tranh biện thứ hai, nơi cả hai đội sẽ tung ra nhiều những cái luận điểm và những chiêu đòn còn mạnh mẽ hơn nữa. Quý vị đừng chuyển kênh, Trường Tin sẽ trở lại trong giây lát nữa. Một thanh niên đã gây ra vụ thảm sát 80 người trong vòng 2 ngày, nhiều lần bất hạnh, giết anh trai của mình và lại lật đổ ngai vàng của cha để có thể đảo chính vương quốc. Kỳ lạ thay lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đồng cảm từ hàng nghìn người fan hâm mộ trên toàn thế giới. Thông cảm tạo động lực thay đổi cho người vi phạm. Đó chính là sau khi chịu sự trừng phạt đích đáng thì người vi phạm có mong muốn cũng như có quyền để được tái hòa nhập, là có cuộc sống như những người ba người khác. Thực ra là mình không biết là mình khen học trò của mình một bên là giỏi, một bên là thông minh thì nó có bị quá đáng hay không? Đức Bảo xin chào mừng quý vị khán giả trở lại với Trường Tin. Chúng ta đang ở trận vòng loại trực tiếp cuối cùng để xác định được đội lọt vào vòng tứ kết. Và giữa hai đội phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội thì vẫn chưa có được sự phân định nào, bởi đơn giản ở trận lượt tranh biện đầu tiên thì cả hai đại diện của hai đội đều đã rất xuất sắc. Và bây giờ bước vào lượt tranh biện thứ hai, xin được chào đón đại diện của đội ủng hộ Phạm Nguyễn Minh Đăng. Và về phía đội phản đối là Đinh Trần Phương Linh. Ở lượt tranh biện thứ hai này thì các bạn mỗi người sẽ có 4 phút và đội đối thủ được phép đưa ra câu hỏi POI, và hy vọng rằng sẽ là những phần đặt câu hỏi, hóc búa, trả lời câu hỏi là thật là ấn tượng tới từ cả hai thí sinh của chúng ta. Phần tranh biện thứ hai xin được bắt đầu sau 3, 2, 1. Xin mời. Xin thưa các giám khảo, đội phản đối hôm nay lên đây và đưa chúng tôi một cái đặc tính hóa vô cùng kỳ lạ lần Loki, rằng anh ấy là đại diện cho nhóm người đang bị phân biệt đối xử trong xã hội hiện nay. Hãy nhìn những gì Loki thật sự có, anh ấy được đưa lên một vị trí hoàng tử thay vì một cái vị trí chỉ là cái chỗ người băng ở dưới kia. Anh ấy đã được Loki, Odin và Frigga cưu mang suốt mấy ngàn năm, được trao cho tất cả quyền lực, được trao cho rất nhiều phép thuật. Những gì anh ấy trả lại là gì? Là sự phản bội, là những sự lừa lọc, là sự thất vọng của ba và mẹ anh ta. Loki có thật sự đại diện nhóm người đang bị đối xử hay không, hay là đại diện trong tầng lớp khác, một tầng lớp mà mọi người tham, quá tham và quá kỳ vọng vào bản thân mình, cố gắng cầu toàn bất cứ mọi thứ và có những cảm xúc không có phù hợp trong xã hội hiện nay. Những phát biểu tiếp theo, các bạn đang đưa ra chúng tôi là gì? Các năm trụ cột tâm lý và cũng như là những cái phim về Loki đang đảm bảo được rất nhiều trụ cột, như là răng đe, như là việc mà Loki đã giác ngộ được và cũng như là đã trả giá cho hành động của mình. Chúng tôi tin rằng đồng ý với cái thang đo này, nhưng mà các bạn đang quên một thang đo vô cùng quan trọng trong các trụ cột tâm lý là gì? Là các người nạn nhân đã bị hại bởi Loki. Người một chúng tôi đã đưa ra rất nhiều tàn phá mà Loki đã tạo ra, và đây cũng là luận điểm của chúng tôi. Luận điểm 2, chúng tôi đảm bảo được góc nhìn đúng đắn hơn và tập trung hơn cho việc thấu cảm với nạn nhân thay vì tội phạm. Một ánh mắt hướng về phía Loki và thông cảm là một mũi dùi và cũng như là một sự lãng quên đối với những người nạn nhân tội nghiệp của anh ta. Tại sao? Chúng tôi tin rằng là những chi tiết trong phim hiện tại cũng đang phản ánh đời thực, như những người phụ nữ
đã bị hiếp dâm, nhưng cuối cùng là ở phiên tòa họ lại bị như nào? Họ lại bị đổ lỗi rằng do tại vì cô ấy đi đường vắng, tại vì cô ấy mặc đồ hở hang, tại vì cô ấy là người đã dẫn dụ những người thiếu niên kia đi vào xâm hại. Điều này có thực sự thỏa đáng hay không? Một ví dụ điển hình, năm 2011 ở Texas và ở Mỹ, một cô gái 11 tuổi nhiều lần bị hiếp dâm ở một băng đảng thiếu niên. Ở phiên tòa, luật sư biện hộ cho băng đảng này còn đã nói rằng là cô bé ấy mời gọi những thiếu niên kia vào nhà riêng chứ những người kia không có tội gì cả. Đây là sự vi phạm đạo đức nghiêm trọng khi cố gắng đổ lỗi cho nạn nhân. Những hiện trạng như thế vẫn đang xảy ra trong cuộc đời sống hiện ngày nay. Và việc thông cảm cho một nhân vật phản diện như Loki chỉ có thể làm vấn đề này tệ hơn. Người nạn nhân đã trải qua gì? Người nạn nhân đã trải qua những vết thương về tâm, về tinh thần, về cả thể xác. Họ đã trải qua những cái vấn đề vô cùng tồi tệ. Cuối cùng họ nhận được gì? Họ nhận được sự đổ lỗi. Họ bị xem là cái nguồn gây ra, họ bị xem như là cái tác nhân tạo ra chính cái nỗi đau này của bản thân mình, thứ mà không nên tạo ra. Việc mà chúng tôi lên án Loki sẽ dẫn tới hai tác động vô cùng quan trọng mà động nhất ở thế giới chúng tôi. Thứ nhất, chúng tôi tập trung sự chú ý và tìm hiểu nguyên nhân của sự việc lên Loki thay vì những nhân vật khác như Thor hay Odin áp dụng vào đời thực. Chúng tôi sẽ tập trung sự chú ý và tìm hiểu nguyên nhân sự việc đây ra những vụ án này lên chính người tội phạm, phân tích rằng tại sao anh ta lại có động lực làm những việc này. Thì điều này dẫn đến hai tác động gì? Một, chúng tôi vẫn có thể giải quyết được những vấn đề nóng, chúng tôi vẫn có thể giải quyết được những vấn đề gia đình do việc tìm hiểu tâm lý của những tội phạm. Hai, các bạn phải để ý rằng là trong con người không phải ai, gần như không một ai cả có một bối cảnh hoàn hảo, ai cũng có những cái suy nghĩ riêng, ai cũng có suy nghĩ đôi khi phần con nó trội phần người. Thì câu chuyện này là gì? Là chúng ta phải phân tích những cái vấn đề này, phân tích những cái tâm lý này, phân tích những cái dấu hiệu này để tạo ra được một cái hệ thống răn đe tốt hơn. Và vấn đề thứ hai gì? Chúng tôi là bên duy nhất có thể thông cảm và chia sẻ về hậu quả sự việc đối với nạn nhân, đối với người bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở đây. Những chi tiết mà người một chúng tôi đã chỉ ra nên được thông cảm và thấu hiểu nhiều hơn về nỗi đau của Thor, về nỗi đau của Odin, về nỗi đau của 80 người trái đất tội nghiệp không làm gì cả, tự nhiên bị anh ta giết chỉ vì một cái tham vọng hão huyền. Vậy chúng tôi sẽ làm gì? Mọi người sẽ hạn chế được tư tưởng đổ lỗi cho nạn nhân hơn, vì con người ai cũng vậy, có quyền của bản thân và không nên bị xâm hại bởi bất kỳ ai, bởi bất kỳ lý do nào. Khi một người đã trở thành nạn nhân, điều này chứng tỏ họ đã bị xâm hại, họ nên cần được thấu hiểu, họ cần sự giúp đỡ của xã hội chứ không phải là sự chỉ trích. So sánh tiếp theo đó là dù cho là những cái khả năng mà những cái con người tội phạm này làm theo những trong phim hoặc là xã hội làm theo trong phim nó có thể là nhỏ, nhưng hãy nhớ rằng những kẻ ác này có một cái phạm vi tàn phá rất là mạnh, 80 người bị giết đó, những người trong xã hội hiện nay nếu như họ lập nên như đấy quy mô rất là rộng, và việc điều đó sẽ không thể đảo ngược lại và chúng ta sẽ có một xã hội tồi tệ hơn ở thế giới của đội phản đối ngày hôm nay. Xin kết thúc bài nói ở đây, rất tự hào là thành viên của đội ủng hộ. Mất khả năng lên án, phạt thích đáng, thấu hiểu thay vì đổ lỗi cho nạn nhân, giải quyết các vấn đề xã hội. Đây sẽ là ba dòng cơ bản để tóm tắt được hệ thống luận điểm của đội ủng hộ. Tuy nhiên, những phản biện được đưa ra trong trận tranh biện hôm nay là như sau. Đầu tiên về việc mất khả năng lên án và phạt thích đáng, chúng tôi tin rằng có hai vấn đề. Đầu tiên là về vấn đề tâm lý, đó chính là khi những con người này, kể cả trong trường hợp đó họ có thông cảm cho những người này, thì đến cuối cùng họ vẫn có tâm lý phòng vệ, họ sẽ cần có cảm giác phải an toàn trước cái việc là có những người có khả năng tấn công vào những cái quyền cơ bản của mình. Và vì lý do này chúng tôi tin rằng cái vấn đề về hình phạt thích đáng nó vẫn sẽ luôn xảy ra. Thứ hai, đó chính là trong một cái xã hội thì đến cuối cùng khi mà có những cái người thông cảm cho tội phạm thì cũng sẽ có những người thông cảm cho nạn nhân, và chúng tôi rằng đến cuối cùng nó cũng sẽ cân bằng. Nào đến với luận điểm thứ hai của các bạn, đó chính là về việc thấu cảm nạn nhân thay vì đổ lỗi nạn nhân. Chúng tôi tin rằng điều này là vô cùng vô lý. Tại vì sao? Bởi vì chỉ ở bên thế giới của các bạn thì các bạn mới đổ lỗi cho nạn nhân nhiều hơn. Tại vì đến cuối cùng trong trận chiến ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng khi các bạn lên án cho cái tội ác đấy, tức là các bạn đã công nhận với chúng tôi rằng những tội ác này là vô cùng đáng báo động. Tuy nhiên cái vấn đề đây là gì? Đó chính là theo như tâm lý học của con người thì đến cuối cùng khi mà họ càng thấy cái tội ác thì đó đáng báo động thì họ sẽ càng có xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân, bởi vì họ tin rằng chắc hẳn nạn nhân phải làm gì đó sai thì mới xứng đáng phải chịu cái tội ác đấy, chứ họ sẽ không bao giờ phải rơi vào cái trường hợp đấy. Và nào bây giờ hãy đến với hệ thống luận điểm đội chúng tôi tin rằng đến cuối cùng tác động trong trận tranh biện này đội chúng tôi mang đến đó chính là gì? Đầu tiên về sự đóng góp của những tội phạm này, đó chính là xu hướng nỗ lực hơn người khác. Bởi vì sao? Bởi vì khi những người này họ có được cái cơ hội thì họ sẽ có biết ơn cái cơ hội này và họ sẽ sửa sai khi được cho, và họ nhận thức được rằng cái lợi ích lâu dài mà họ có thể có. Và vì lý do này chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ có được cái lợi lớn hơn về nguồn lao động, về tiềm năng. Thứ hai là vấn đề về tái phạm, nó sẽ giảm đi một cách vô cùng đáng kể. Bởi vì sao? Bởi vì đến cuối cùng khi mà họ nhận được sự công nhận cho nỗ lực và các vấn đề xã hội của họ đã được giúp đỡ giải quyết chứng minh ở luận điểm 2 của chúng tôi, thì đến cuối cùng họ vẫn sẽ có ít khả năng tái phạm hơn. Tiếp theo đó chính là gì? Nếu như họ không được thông cảm thì sao? Thì bây giờ họ sẽ mất đi cái động lực thay đổi, bởi vì đến cuối cùng họ nhận ra rằng dù họ có thay đổi đến đâu họ sẽ không được công nhận. Và vì lý do đấy chúng tôi rằng thực ra chính thế giới của đội ủng hộ mới đang dồn ép những con người này vào đường cùng và đưa cho họ cái sự lựa chọn duy nhất, đó chính là phải tiếp tục phạm tội để có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Nào tiếp theo đến với luận điểm đội chúng tôi tin rằng thông cảm sẽ thúc đẩy giải quyết vấn đề xã hội như thế nào. Ngày nay đa số quần chúng đang lảng tránh các vấn đề của tội phạm còn khó khăn, bởi vì một, xu hướng nhìn nhận vấn đề một cách bề mặt; hai, xu hướng trốn tránh trách nhiệm; ba, xu hướng tâm lý để cho những người này có thể thuyết phục bản thân rằng bản thân không dễ dàng rơi vào cái trường hợp như cái người
phạm tội này. Và vì lý do đấy nó dẫn đến cái trường hợp là gì? Đó chính là những người có hoàn cảnh khó khăn vốn đứng giữa danh giới sống và chết lại không nhận được sự giúp đỡ và thông cảm của xã hội, họ sẽ phải phạm tội như một lựa chọn bắt buộc. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh có những người dân đến từ nông thôn mới lên thành phố làm việc lại phải bỏ về quê sau khi khi họ biết rằng họ sắp phải giãn cách xã hội và họ đang bị lên án về cư dân mạng. Thì vấn đề đây là chính là gì? Đó chính là họ không còn đủ khả năng chi trả cho cuộc sống như thành phố. Bên cạnh đó họ không nhận được sự giúp đỡ thông cảm từ xã hội. Và vì lý do để chúng tôi là khi có sự lựa chọn tốt hơn thì những người này họ sẽ không phạm tội bởi vì họ không còn bị đẩy vào đường cùng nữa. Tức là nếu như muốn giảm tỷ lệ tội phạm một cách tối đa thì bản chất là phải giải quyết các vấn đề xã hội. Và đội chúng tôi đã giải quyết vấn đề xã hội này như thế nào? Đầu tiên đó chính là cơ chế. Khi con người thông cảm thì họ sẽ hiểu được những cái vấn đề mà tội phạm phải trải qua. Nhưng tội phạm này vẫn có thể thay đổi tích cực được và tin rằng giải quyết vấn đề này sẽ thay đổi và giảm thiểu được cái động lực phạm tội. Và vì lý do này chúng tôi đang tạo ra động lực để giúp đỡ qua các chính sách. Các chính sách ở đây là gì? Đó chính là gây quỹ giúp đỡ các người có hoàn cảnh khó khăn, các chính sách cứu trợ mùa dịch của các chính phủ, tổ chức cá nhân hay là Zalo Connect. Và thứ hai, chúng tôi đang tạo động lực giúp đỡ giải quyết vấn đề qua cơ chế truyền thông khi mà mọi người giúp đỡ rồi sau đó lan tỏa thông điệp lên trên mạng. Và vì lý do này chúng tôi đang cùng lúc lan truyền thông điệp về sự thông cảm và giúp đỡ đồng thời là trấn an những người tội phạm này. Tác động của đội chúng tôi trong cái trận đánh bạc hôm nay là gì? Đầu tiên là chúng tôi giúp đỡ nhận thức giải quyết và giảm thiểu các vấn đề xã hội. Thứ hai, chúng tôi giảm động lực tái phạm tội và phạm tội về lâu về dài. Thứ ba, chúng tôi lan truyền thông điệp nhân văn ý nghĩa về sự thông cảm đoàn kết, giúp đỡ lá lành đùm lá rách vốn dĩ là một truyền thống vô cùng tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Và vì lý do đấy chúng tôi tin rằng chỉ có đội chúng tôi mới có thể chiến thắng trận đánh bạc hôm nay. Tôi xin cảm ơn. Xin được chúc mừng Minh Đăng và Phương Linh đã hoàn thành xong được lượt tranh biện thứ hai. Hãy cùng đến với các huấn luyện viên Hoàng Minh, Phương Nguyên. Chắc trong lần này sẽ mời Phương Nguyên nói đúng không nào? Xin mời bạn hãy góp ý cho hai đội chơi. Thì đầu tiên là bắt đầu trận đấu này là Uyên rất là cảm thấy ấn tượng với cả hai đội. Và đến bây giờ thì Uyên vẫn rất là ấn tượng với hai đội thuộc lượt thứ hai. Tuy nhiên Uyên có phần hơi thất vọng một tí vì Uyên thấy là tới lượt hai thì các bạn gặp một số lỗi chiến thuật. Nó hơi làm mình hơi bị tụt một tí so với lượt một. Cụ thể là gì thì Uyên không muốn nói là cụ thể quá. Đây có là một cái phần cho các bạn khai thác lượt ba phần để mình chỉ ra được lỗi chiến thuật của đối phương. Nhưng Uyên nói sơ sơ một tí thôi thì đầu tiên ở bên đội ủng hộ thì các bác nghĩ là các bạn đang có một cái hiểu nhầm về cái cách, cái cơ chế, cái chính sách của bên kia. Vì vậy các bạn đang dựa luận điểm của các bạn trên cái phần hiểu nhầm đó. Thì Uyên sẽ không đi vào là cái gì, tại đây có là cái nhiệm vụ các bạn lượt người ba nhìn được và chỉ ra phòng. Còn bên đội phản đối thì Uyên cảm thấy là các bạn đang có rất nhiều cái ảnh hưởng xa về mặt gọi là xã hội này nọ. Tuy nhiên Uyên vẫn không thấy các bạn đi từ cái việc là vì sao mà mình ủng hộ Loki thì mình lại có những ảnh hưởng xa như vậy á. Uyên chưa thấy một cái sự chứng minh ở giữa. Thì đó là cái phần mà Uyên muốn có ý chung. Tuy nhiên các bạn làm rất là tốt. Đây chỉ là một cái, và Uyên nghĩ là lượt ba hoàn toàn hay gọi được cái này. Thì các bạn có cái phần chú ý lượt ba. Xin cảm ơn huấn luyện viên Phương Uyên. Và người sẽ mang tới những góp ý tiếp theo. Xin mời thầy Nguyễn Chí Hiếu ạ. Có thể là thế này, có thể là đây là cảm nhận cá nhân của thầy thôi, và có thể cảm nhận cá nhân của thầy nó rất là sai. Thì với đội ủng hộ, thầy hiểu cái luận điểm chính mà các bạn đang muốn chứng minh, đó là cái sự thông cảm cho Loki nó sẽ đẩy cái nhìn của chúng ta khi mà một cái gì đó phạm tội diễn ra và chúng ta có thể có cái xu hướng là sẽ đổ lỗi cho nạn nhân. Thầy ghi nhận cái luận điểm đó, tuy nhiên cái cảm giác của thầy giống như là cái cơ chế để dẫn đến cái việc đó nó chưa rõ với thầy, cái là nó chưa rõ cho lắm ở chỗ cái cơ chế là vì sao mà khi chúng ta thông cảm cho Loki thì chúng ta lại chuyển sang để chúng ta đổ lỗi cho nạn nhân á. Cần làm rõ cái cơ chế hơn để nó khỏi bị cái bước nhảy lập luận á. Với Phương Linh thì cũng quan sát Phương Linh ở nhiều những trận khác rồi, thì hôm nay có vẻ như là tốc độ Phương Linh chắc là tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ trong tất cả các trận tranh biện, không biết là vì cái đam mê hay cái nhiệt huyết thế nào. Thành ra thỉnh thoảng đôi khi là thầy bị trượt mất một số cái cụm từ hoặc là một số cái ý, nó làm cho cái việc mà thầy theo cái mạch của bạn nó chưa được rõ. Tuy nhiên cũng như Phương Uy nói là Linh đang đẩy cái ảnh hưởng và cái tác động lên rất là rộng và rất là xa, thì thầy cũng tương tự với lại giống như trường hợp của Năng Khiếu, đó là thầy cũng hiểu những cái gì bạn đang muốn dẫn người nghe đến. Tuy nhiên nó có những cái bước nhảy mà thầy nghĩ rằng nó cứ bị nhảy vội á, tại vì khi chúng ta mà đẩy từ một thứ là nhân vật Loki mà chúng ta đẩy đến một cái tầm ảnh hưởng cho xã hội thì đi từ một cái tầm gọi là vi mô đi, để một thứ vĩ mô, thì cái cơ chế chúng ta xây nó phải rất là chặt chẽ, không thì rất dễ bị gọi là phóng đại á. Thì những cái như vậy nó làm cho thầy cảm thấy là nó hơi bị thiếu hụt. Chứ còn thầy không nói về kỹ năng tranh biện nhé, nghĩa là thầy nghĩ hai bạn đều đang ráng nâng cái tầm của nó lên tầm xã hội, nhưng có thể là bởi vì 4 phút mà có thể các bạn đẩy quá nhiều ý nên cái logic thầy bị trượt một số chỗ. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Nguyễn Chí Hiếu. Chắc chắn là những lời nhận xét của anh sẽ được các thí sinh của chúng ta cân nhắc và sửa đổi cũng như là cải thiện hơn nữa.
Còn huấn luyện viên Tú Uyên, bạn sẽ giúp gì cho các học trò của mình khi các bạn ấy đã lượt trải qua hai lượt tranh biện vừa rồi? Ở trong lượt thứ hai này thì giống như là chị Phương Nguyên đã nói từ trước, đó là lượt hai này có phần bị yếu hơn so với lượt đầu và chị đồng ý với việc này. Ở lượt hai này chị nghĩ cái lý do chính mà khiến cho các bạn trở nên bị yếu hơn ấy, đối với đội ủng hộ ấy, chị thấy là các bạn hiện tại các bạn đang chưa phân chia được tốt giữa phản biện và đưa những cái lập luận mới của mình vào. Bởi vì phần phản biện các bạn vẫn chưa xoay sở được đủ nhanh để các bạn có thể tìm ra được những cái lỗ hổng chính và tấn công vào trong đó. Đối với đội phản đối thì chị thấy rằng là bởi vì ở trong lượt 1 thì Ngọc bị thiếu một vài phần, cho nên là Linh phải bổ sung cho bạn Ngọc và sau đó lại tiếp tục cái phần của mình. Cho nên chị có thể hiểu được lý do vì sao các bạn bị những cái vấn đề như vậy. Chị nghĩ rằng trận này vẫn là một cái lượt đấu tốt, chỉ có điều là nó không tốt bằng so với lượt đầu tiên mà thôi. Thật lòng nhớ thì chị nghĩ là chưa có bạn nào đang làm tốt hơn bạn nào. Bởi vì thì Đăng chị rất là thích một cái phản biện của bạn khi bạn chỉnh lại cái cách nhìn nhận về hoàng tử Loki, nhưng mà sau đó chị không nhận thêm được phản biện nào khác thêm của Đăng nữa, nó rất là đáng tiếc. Linh thì ngược lại, Linh có một cái phần phản biện đầy đủ và dày hơn. Tuy nhiên không phải phản biện nào của Linh cũng thực sự là hoàn toàn thuyết phục với giám khảo. Nhưng bạn có một cái phản biện chị đánh giá rất cao, đó là việc bạn trích dẫn ra một cái số liệu và chứng minh rằng là khi càng lên án tội ác thì người nạn nhân sẽ càng bị đổ lỗi. Và chị tin rằng đây là một cái trách nhiệm chứng minh rất là lớn của đội ủng hộ về sau. Nhưng mà cái trách nhiệm chứng minh của đội phản đối vẫn chưa kết thúc. Các bạn hoàn toàn có thể phát triển ý tưởng này. Chị nói như vậy để mà chị muốn tạo cho các bạn cơ hội tốt nhất để các bạn có thể trình bày được lượt 3 của mình đầy đủ hơn, toàn diện hơn và thuyết phục hơn. Các bạn có thể lựa chọn giải quyết tất cả các vấn đề mà các bạn nhìn thấy, hoặc các bạn cũng có thể lựa chọn giải quyết thật tốt một số vấn đề nào đó ở trong trận đấu. Cái đó là tùy thuộc vào người thứ ba của các bạn, và đó cũng là cái bài kiểm tra kỹ năng và tầm nhìn của các bạn ở trong tranh biện. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Tú Uyên, và chúng ta có thể thấy được tâm huyết của Tú Uyên dành cho cả hai đội. Và sự kỳ vọng này chắc chắn không phải là áp lực quá lớn, nhưng lại là một động lực và một cái truyền cảm hứng cho các bạn thí sinh để bước vào lượt tranh biện thứ 3. Tất cả những điều thú vị nhất vẫn còn đang chờ chúng ta ở phía trước. Xin được cảm ơn Phương Linh, xin được cảm ơn Minh Đăng. Chúc mừng các em đã hoàn thành xong lượt tranh biện của mình. Và chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng được xem một màn đối đầu cũng rất ấn tượng của hai thành viên còn lại tới từ hai đội chơi. Nhưng trước đó thì quý vị hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Loki có thực sự đại diện nhóm người quen bị đối xử hay không, hay là đại diện cho một tầng lớp khác, một tầng lớp mà mọi người tham, quá tham và quá kỳ vọng vào bản thân mình, cố gắng cầu toàn bất cứ mọi thứ và có những cảm xúc không có phù hợp trong xã hội hiện nay. Nếu như họ không được thông cảm thì sao? Thì bây giờ họ sẽ mất đi cái động lực thay đổi, bởi vì đến cuối cùng họ nhận ra rằng dù họ có thay đổi đến đâu họ sẽ không được công nhận. Và vì lý do đấy chúng tôi giả thực ra chính thế giới của đội ủng hộ mới đang dồn ép cái con người này vào đường cùng và đưa cho họ cái sự lựa chọn duy nhất chính là phải tiếp tục phạm tội và thể tiếp tục cuộc sống của mình. Ở trong lượt thứ hai này thì giống như là chị Phương Nguyên đã nói từ trước, đó là lượt hai này có phần bị yếu hơn so với lượt đầu và chị đồng ý với việc này. Chào mừng quý vị khán giả trở lại với Trường Tin và trận đấu tranh biện giữa trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và phổ thông chuyên ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đang đi đến lượt tranh biện căng thẳng nhất. Và ở lượt thứ ba này thì cả hai đội chơi sẽ chắc chắn đưa ra những luận điểm sắc bén nhất, và dĩ nhiên người trình bày cũng là người mang rất là nhiều những gánh nặng trên vai. Đầu tiên, thành viên từ phía đội ủng hộ xin được chào đón bạn Phùng Thị Phương Anh. Và bên phía đội phản đối hãy cùng chào đón Nguyễn Vũ Hà My. Khi mà nghe các huấn luyện viên nhận xét, góp ý thì anh thấy rằng là em cùng với cả Bảo Ngọc đã trao đổi rất là nhiệt huyết. Liệu có kịp vừa nghe vừa trao đổi để điều chỉnh những cái nội dung của mình không? Em nghĩ là bọn em có thể vừa nghe vừa trao đổi để điều chỉnh cái nội dung, tại vì thực sự bọn em là teammate của nhau đã rất là lâu rồi, và thực sự Trường Tin là một cái kỷ niệm để cho bọn em có thể kiểu khảo chứng cái độ hiểu nhau của mình ạ. Một câu trả lời rất tuyệt vời. Và Phương Anh thì sao? Việc mà mỗi bạn sẽ ở một địa điểm khác nhau khi mà trận đấu được diễn ra chắc chắn là một cái trở ngại không hề nhỏ cho đội trường phổ thông năng khiếu. Các em đã làm thế nào để khắc phục những khó khăn đó?
Dạ, cách khắc phục của tụi em là tụi em sẽ kiểu mỗi tối sẽ gọi điện với nhau và để bàn về chiến thuật, cũng giống như là để kiểu thúc đẩy tinh thần của các bạn để làm tốt hơn trong những cái hệ thống luận điểm của mình. À, và anh hy vọng rằng là cho dù khó khăn thì những gì mà chúng ta làm được sẽ càng trở nên ngọt ngào và đáng nhớ hơn nữa. Bây giờ thì ở lượt trang bị thứ 3 này, mỗi bạn thí sinh sẽ vẫn có 4 phút và sẽ có những câu hỏi. Chúc cho Hà My cũng như là Phương Anh sẽ làm thật tốt nhiệm vụ của mình. 4 phút dành cho mỗi bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Những gì mà được ghi nhận lớn nhất từ đội phản đối là gì? A. Là chúng ta nên cho họ một cái cơ hội để quay đầu lại và để trở nên tốt hơn. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là một người như Loki, một người đã kiểu thực hiện quá nhiều hành động sai trái. Thor đã nhiều lần cho anh ta cơ hội để làm lại, nhưng Loki vẫn quyết định là sẽ thực hiện những hành động xấu của mình. Chính vì vậy chúng tôi tin rằng là có cơ hội quay đầu lại đi chăng nữa thì cái tỷ lệ cao là Loki vẫn sẽ quay lại làm những cái hành động xấu của bản thân. Do đó, việc cho anh ta cơ hội để tái hòa nhập với xã hội là điều không nên. Và tiếp theo đó, các bạn bảo rằng là khi mà chúng ta thông cảm với họ thì chúng ta sẽ cho họ một cái xu hướng trở nên nỗ lực hơn so với người khác. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng là họ sẽ không có cái cơ hội làm được việc này. Bởi vì sao? Nhìn từ góc nhìn về cái bối cảnh thì rõ ràng là Loki đã có cách khác để có thể kiểu gây thiện cảm với Odin. Nhưng anh ta lại lựa chọn cách là trở thành một người xấu, trở thành một người tội phạm để gây sự chú ý của chàng mình. Trong khi đó, anh ta đã có quá nhiều sự lựa chọn để làm việc khác. Tại sao có thể kiểu sử dụng ma thuật của mình để thu hút cha, nhưng mà anh ta lại lựa chọn cái việc là giết hơn cả 100 người ở New York. Chính vì vậy chúng tôi tin rằng là Loki không có xứng đáng với là cái sự quay đầu lại, và đồng thời kể cả khi như thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không nỗ lực hơn để trở nên tốt đẹp hơn, kể cả có sự thông cảm, bởi vì bản chất anh ta đã trở thành một người xấu nhìn về tổng thể. Vậy thì chúng tôi sẽ cung cấp ở đây 3 lý do vì sao việc tái hòa nhập sẽ không xứng đáng và hoàn toàn không mang lại một kết quả hiệu quả. Thứ nhất là anh ta có sự lựa chọn để làm một cái việc khác thay vì là đi lừa lọc người khác quá nhiều lần. Và thứ hai là Thor đã cho anh ta quá nhiều cơ hội để trở nên tốt hơn. Tuy nhiên anh ta vẫn tiếp tục kiểu không bao giờ đạt được cái niềm tin của Thor. Và sau đó cuối cùng là cái sự việc xấu, những cái hành động tội lỗi của Loki vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Bởi vì anh ta bản chất đã là một người có một cái ham muốn làm việc xấu. Vậy, đối với mâu thuẫn lớn nhất của trận tranh biện ngày hôm nay là liệu Loki có xứng đáng nhận được sự thông cảm hay không? Chúng tôi tin rằng là không, bởi vì thứ nhất, đã có quá nhiều những cái việc xấu đã diễn ra và điều này đã xâm phạm đi cái quyền để có thể quay đầu lại hoặc là xứng đáng để nhận được sự khoan hồng từ tất cả mọi người. Và thứ hai là mức độ tội ác của Loki quá nhiều để có được sự cảm thông của mọi người, từ việc lừa lọc, từ việc giết người. Chính vì vậy anh ta hoàn toàn không xứng đáng với sự tái hòa nhập, và chúng tôi sẽ chứng minh là cho các bạn là kể khi tái hòa nhập thì anh ta vẫn sẽ tiếp tục đi làm những việc xấu. Và kể cả khi trong thế giới tệ nhất của thế giới chúng tôi, những cái người làm việc xấu này họ sẽ không thể hòa nhập lại với xã hội, thì chúng tôi tin rằng họ xứng đáng để nhận được cái điều đó. Bởi vì những cái hành động, những cái lỗi lầm họ gây ra quá lớn để có thể đạt được cái niềm tin của mọi người rằng họ sẽ trở nên tốt hơn, hoặc là họ có thể kiểu thay đổi trở thành một người tốt đẹp hơn trong xã hội. Chính vì vậy nên là chúng tôi tin rằng là kể khi thế giới tệ nhất là họ sẽ bị xa lắm bởi xã hội, thì họ xứng đáng những cái hình phạt này, bởi vì những cái tội ác họ đã gây ra, như cái việc bạn giết chết 80 người hoặc là bạn đã đánh mất niềm tin của một người quá nhiều lần. Vậy, đến với cái mâu thuẫn lớn thứ hai trong trận tranh biện ngày hôm nay là mức độ và tác động ảnh hưởng của sự thông cảm, thì chúng tôi tin rằng là thế giới của chúng tôi sẽ đem lại được gì? Thứ nhất là đem lại sự ngăn ngừa những hành động xấu, và cái này sẽ thúc đẩy được gì? Thúc đẩy được cái kinh tế xã hội, khi mà những cái người trong xã hội họ sẽ có khả năng ngăn ngừa những hành động xấu và những hành xấu sẽ không tái diễn nhiều trên xã hội. Và đồng thời là chúng tôi còn đem đến một cái góc nhìn lớn hơn là việc kiểu đổ lỗi trên nạn nhân nó sẽ gây ra một cái hành vi rất xấu. Vậy thì tại sao điều này diễn ra? Bởi vì khi chúng ta thông cảm cho Loki thì đồng thời chúng ta cũng sẽ nghĩ rằng đó là lỗi lầm của những người khác chứ không phải là do Loki. Chính vì vậy nên là họ sẽ đổ lỗi cho Odin, đổ lỗi cho Thor vì hành động của đó. Nên chúng tôi tin rằng là chúng tôi xứng đáng nhận được chiến thắng ngày hôm nay. Xin cảm ơn.
nhìn đời qua lăng kính cảm thông, cỏ dại cũng thành hoa và rồi một ngày Loki sẽ giải cứu thế giới. Nhưng chính cái cách mà Avengers đã làm khi nỗi khổ của họ được cả thế giới thấu hiểu. Thưa các bạn, tôi sẽ phản biện toàn bộ hệ thống luận điểm của đội ủng hộ trong trận tranh biện ngày hôm nay. Tiền đề của các bạn ấy là gì? Các bạn nói rằng Loki đáng bị trừng phạt bởi vì Loki đã sát hại 80 người trong 2 ngày ở New York. Và vậy thì vấn đề ở đây là gì? Thứ nhất, người mồi của chúng tôi đã nói ra rằng thang đo cho sự thông cảm đó chính là một quá trình. Bởi vì sao? Khi mà giáo dục của con người cũng là một quá trình. Nếu cái việc giáo dục con người không phải là một quá trình thì cuộc đời con người sẽ chấm dứt bất cứ khi nào bạn làm hành động xấu và bạn hoàn toàn không có thể thay đổi cuộc đời của mình và trở thành một phiên bản tốt hơn. Bởi vì vậy, chúng tôi tin rằng cái thang đo chính xác nhất là chính là thang đo khi mà một người đã trải qua những cái trụ cột của cái hệ thống tâm lý tội phạm, như là vì cái hoàn cảnh của họ, họ đã chịu cái sự trừng phạt răn đe và sau đó là đặc biệt là họ đã đạt được cái sự giác ngộ. Và ở đây Loki đã đạt được cái điều này ở trong cái series mới nhất của Loki nếu các bạn chưa xem. Bởi vậy chúng tôi tin rằng Loki đã hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để có thể được thông cảm và được tái hòa nhập với xã hội. Các bạn nói với chúng tôi rằng việc tái hòa nhập với xã hội này là hoàn toàn không xứng đáng đối với những người này và nó sẽ không đem lại cái lợi ích gì cả. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Khi mà các bạn không cho họ cơ hội tái hòa nhập thì họ sẽ có một cái tâm lý trả hồi xã hội. Tâm lý này trông như thế nào? Tâm lý này trông như là khi mà họ đã trải qua những cái trụ cột như tôi đã nói ở trên và họ không được xã hội đối xử một cách bình đẳng thì tức là khi đó họ cảm thấy là mình đang được đối xử một cách bất công một lần nữa. Và đến lúc này đó mới chính là cái lựa chọn mang mức đường cùng. Khi mà bây giờ bạn đi ra khỏi tù và bạn không có một cái công việc bởi vì tất cả mọi người đều liên kết bạn với quá khứ của bạn là một tên ăn trộm và tên giết người, khi đó thì mới thực sự là cái bước đường cùng và người ta sẽ trả thù xã hội bằng những cái hành vi còn mang tính cực đoan hơn. Vậy thì tất cả những cái luận điểm về hệ thống răn đe của bạn đều không có giá trị trong trận tranh biện ngày hôm nay. Tiếp đến đó chính là vì cái ý các bạn nói rằng các bạn sẽ can thiệp vào bối cảnh của những cái người này để từ đó có thể giải quyết những vấn đề tội phạm. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Các bạn không hề có động cơ làm điều đó trong một cái thế giới mà không có sự thông cảm. Và chỉ trong thế giới của chúng tôi, khi chúng tôi thông cảm, chúng tôi hiểu rằng hoàn cảnh có tác động đến con người thì từ đó chúng tôi mới có động lực để giải quyết vấn đề, như những ví dụ về Zalaconic mà người hai chủ chúng tôi đã nói trong thời kỳ Covid-19. Tiếp đến khi mà về cái vấn đề trong trận tranh biện ngày hôm nay, đó chính là vậy thì những cái người này họ có cái sự lựa chọn mang tính bắt buộc hay là đó chỉ là cái sự lựa chọn mang tính chủ động của họ và họ có nhiều cái lựa chọn tốt hơn. Vấn đề ở đây là gì? Khi mà các bạn nói rằng họ có thể có những lựa chọn tốt hơn, Loki có thể làm những cái cách khác tốt hơn, đó chính là vì các bạn đang đặt mình là một người ngoài, các bạn đang không thông cảm cho họ và không hiểu cho những vấn đề của họ. Và kể cả khi như vậy đi, kể cả khi mà hãy đặt tưởng tượng một cái người nghèo họ đứng trước ranh giới là bây giờ họ sẽ đi ăn cướp hay là sao sẽ chết ngày chết đói, thì chúng tôi tin rằng họ sẽ có thể lựa chọn cái việc ăn cướp là một điều chính đáng. Bởi vì sao? Bởi vì vốn dĩ họ đang không được đảm bảo cái cuộc sống của mình và đây là một lựa chọn mang tính bắt buộc. Các bạn có thể nói là họ có thể đi làm những cái công việc khác, nhưng vấn đề ở đây là gì? Không phải ai cũng phải có cái năng lực để đi làm những công việc đó. Và chúng tôi tin rằng đối với trong tình trạng của họ, hoàn cảnh của họ, đặt mình vào trong họ thì chúng tôi tin rằng đây là một hoàn toàn là bắt buộc. Và tiếp đến nó chính là về cái mâu thuẫn trong trận tranh biện ngày hôm nay là việc thông cảm sẽ có lợi cho xã hội như thế nào. Bên phía đội phản đối, các vấn đề xã hội sẽ được nhận thức và giải quyết và giảm thiểu và từ đó sẽ giảm động lực tái phạm tội và phạm tội về lâu dài. Chúng tôi sẽ lan truyền thông điệp nhân văn, ý nghĩa về sự cảm thông, đoàn kết, giúp đỡ, lá lành đùm lá rách. Và trong phía đội ủng hộ, các bạn sẽ không giải quyết được bất cứ vấn đề gì và các vấn nạn xã hội sẽ chỉ có thể giải quyết khi mà vấn đề của cốt lõi của nó giải quyết. Các bạn nói chúng tôi sẽ đổ lỗi cho nạn nhân, nhưng thực chất là gì? Thực chất trong một thế giới mà không có sự thông cảm xảy ra, một thế giới mà người ta luôn nghĩ rằng cái gì sai đó chính là vì bản chất của nó sai chứ không phải do tác động của hoàn cảnh, các bạn mới có cái động cơ để mà đổ lỗi cho nạn nhân hơn, bởi vì nạn nhân đã làm gì đó đến cái mức mà họ bị người ta phạm tội. Bởi vậy chúng tôi tin rằng cái thực chất cái bên đổ lỗi cho nạn nhân mới là bên trong thế giới của các bạn. Tiếp đến tội ủng hộ còn tệ như thế nào? Khi mà các bạn có thể phạt được một người vì phạm luật nhưng từ đó các bạn không thể răn đe được những cái người khác, các bạn sẽ vẫn tạo động lực cho họ và phạm luật. Và bởi vì khi đó họ vẫn chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Các bạn không hiểu điều này, các bạn vẫn tiếp tục làm ngơ trước những cái vấn đề của họ. Và tiếp theo cái ý cuối cùng là gì? Đó chính là trong thế giới của các bạn, đó chính là một cái xã hội vật chất đồng để trách nhiệm lên án tội phạm nhưng vốn dĩ không chịu góp phần giúp đỡ. Và các bạn cho rằng không có một tội phạm nào xứng đáng tái hòa nhập, bởi vì họ đến cuối cùng các bạn chỉ đánh giá họ dựa trên một cái thứ của họ. Nếu trong trận tranh biện ngày chúng tôi chiến thắng, đó là bởi vì cả quá trình vừa rồi chúng tôi đã cố gắng nỗ lực để phát triển bản thân để trở thành một người tốt hơn, chứ không phải là vì trong một cái trận đấu này chúng tôi đã thua bởi vì chúng tôi không là một người thông cảm. Tôi xin cảm ơn. Xin được chúc mừng Phương Anh cũng như Hà My, các bạn đã tiếp tục mang tới một cái không khí rất hùng hồn, rất là sôi động cho cuộc tranh biện này ở lượt thứ 3. Chắc chắn là các huấn luyện viên đã quan sát rất kỹ lượt tranh biện thứ 3. Không biết là họ sẽ đưa ra lời nhận xét như thế nào. Xin mời anh Nguyễn Chí Hiếu ạ. Thì nghĩ cái đề này là đề khó với các bạn, bởi vì nó phức tạp về mặt tâm lý rồi về mặt cuộc sống rồi để làm sao kết nối được từ cái vũ trụ Marvel vào trong cuộc sống thì đúng là nó cần thời gian nhiều hơn để các bạn có thể phân tích cái đề này. Thứ nhất á, là trong cái phần trình bày của đội năng khiếu á, thì thầy nghĩ rằng là cái phần phản biện của bạn thực sự là nó chưa sắc nét. Và phần lớn cái luận điểm mà của Phương Anh đưa ra nó cũng là xoay đi xoay lại những cái luận điểm mà người 1, người 2 đã đưa ra rồi. Với phần phản biện của bên đội phản đối thì thầy nghĩ là các bạn phản biện được, nhưng mà đến cái phần mà các bạn tổng kết mâu thuẫn thì bắt đầu thầy bị rối, là bởi vì thầy cũng chưa hiểu rõ là mà giảm cái động lực tái phạm tội như thế nào ấy. Thực sự là cái cơ chế đó với thầy nó đang rất là
lung lay ở chỗ cái việc mà vì sao thông cảm thì người ta lại không có động lực tái phạm tội. Thì có thể là các bạn cũng nói rồi nhưng mà nó chưa đủ thuyết phục với thầy. Nếu mà nói về người ba không nhá, thì thầy nghĩ là thầy sẽ hơi nghiêng về bên đội đội chuyên ngôn ngữ một tí xíu. Bởi vì dù sao là cái có những cái ý tưởng mới trong phòng phản biện của bạn. Và Phương Anh vẫn chưa phát triển được cái quan điểm của người hai. Và bạn nói về cái thúc đẩy kinh tế xã hội rất là nhiều. Nhưng mà xét cả ba lượt thì hiện tại cái luận điểm của đội năng khiếu ấy, nó lại chưa được phá vỡ bởi đội chuyên ngoại ngữ. Vì vậy nếu mà nhìn tổng cục thì thầy sẽ một phiếu cho bên đội năng khiếu. Một tí xíu vì lý do đó thôi. Một lời góp ý cũng rất là mâu thuẫn của thầy Nguyễn Trí Hiếu. Vì quả thật chủ đề này nó rất là thú vị nhưng cũng rất là khó để mà nói được thế nào là đúng, thế nào là sai. Với Hoàng Minh và Phương Nguyên, các bạn sẽ nhận xét như thế nào? Cá nhân mình thì mình thấy đây là một trận đấu rất là cân nhau và đúng là chị Uyên sẽ có những cái quyết định rất là khó khăn ở phía trước. Đối với lượt người nói thứ ba này thì mình đồng ý với anh Hiếu rằng bạn Hà My làm tốt hơn bạn Phương Anh một chút. Lý do là bởi vì những cái phản biện của bạn Hà My mình thấy rất là tốt và đi vào trọng tâm vấn đề. Có, nhưng mà tuy nhiên xét về tổng trận đấu thì vẫn có hai câu hỏi mà cả hai đội vẫn chưa trả lời cho mình. Thứ nhất, có rất là nhiều, gần như nửa những cái số lượng thời gian mình nói là trích ra những cái ví dụ ở trong điện ảnh Marvel và đưa ra những cái ví dụ vì sao nên hay là không nên tha thứ cho Loki. Nhưng mà rất là nhiều những cái phần đấy nó chưa được liên kết lại với những cái tác động lên đời sống thật. Và thứ hai là cái cơ chế nào, những con người xem họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào để họ có hành xử. Thật ra cái này là cũng do cái đề nó rất là khó, cũng không phải là vì cả hai đội không giỏi là gì, bởi vì thật sự hai đội này là hai đội rất là đáng gồm. Nhưng mà vì lý do thế mình cũng chưa bỏ phiếu được cho đội nào. Và mình nghĩ là chị Uyên cũng có một cái quyết định khó khăn về phía trước. Xin cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Minh, đại diện cho cặp huấn luyện viên Hoàng Minh Phương Uyên đã góp ý cho hai đội. Còn Tú Uyên, với tư cách là huấn luyện viên trực tiếp thì lượt thứ ba này có khiến cho bạn cảm thấy là hài lòng với hai học trò của mình không? Ở lượt thứ ba này thì nếu như nói là hài lòng thì chị Uyên không có nói dối. Chị Uyên thì nói thật là chị Uyên chỉ hài lòng với một trong hai bạn mà thôi. Chị Uyên hài lòng với bạn Hà My, bởi vì bạn Hà My làm rất là tốt, làm đâu ra đó, và các bạn, cái phần trình bày của các bạn rất là tốt. Đối với trình bày của Phương Anh ấy, Phương Anh làm được một việc tốt đó, nhưng mà đó là cái việc tốt rất là lớn, đó là các bạn cố gắng chứng minh rằng ấy là tại sao mà những người này khi mà họ đã phạm tội về cơ bản ngay từ ban đầu họ đã không xứng đáng rồi, họ không xứng đáng với sự tha thứ rồi. Khi cho họ sự tha thứ thì thậm chí là nó còn khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Đó là cái ý tưởng rất là lớn và nó cũng là cái nội dung rất là lớn ở trong trận đấu này. Nếu như nói về cái kỹ năng tranh biện vân vân thì Phương Anh làm không tốt bằng Hà My. Nhưng mà nếu nói về cái nội dung tổng thể thì như mọi người cũng đã nhìn thấy thì cả hai đội đều ngang bằng với nhau. Chị sẽ không nhận xét gì thêm cho mọi người, nhưng mà chị sẽ kể cho mọi người nghe một cái chính sách của Mỹ đã từng được thực hiện. Đó là, nó được gọi là ban the box. Có nghĩa là khi người ta phát hiện ra có rất nhiều những người ra tù khi mà họ chưa được nhận phỏng vấn luôn, thì họ đã, cái đơn đăng ký của họ đã bị gạt rồi. Lý do là chủ doanh nghiệp nhìn thấy cái criminal record của họ, nghĩa là cái lịch sử mà họ đã từng gây án. Mà thậm chí những cái vụ án mà họ gây ra nó có rất nhiều loại khác nhau, nó có những cái loại trộm vặt, nó có những cái loại lớn, loại bé vân vân. Và sau đó thì chính quyền của bang quyết định là sẽ cấm không cho chủ doanh nghiệp được xem hồ sơ gây án của những người này nữa. Việc làm này vấp phải rất là nhiều sự phản đối nhưng mà cũng được rất là nhiều người ủng hộ. Bởi vì có nhiều người họ nhận ra rằng là chính cái chính sách ban the box này hỗ trợ bảo vệ cho những con người mà hành vi vi phạm của họ không phải là giống nhau, và có những người xứng đáng được tha thứ, có những người lại không xứng đáng được tha thứ. Và đến ngày hôm nay ban the box nó vẫn không được mang một cái mức độ, một cái quy mô quá lớn, mà chỉ có những người nào chấp nhận được nó, những chủ doanh nghiệp, những cái bang nào chấp nhận được nó thì mới sử dụng mà thôi. Thì qua cái này chị mong là các bạn sẽ có một cái ý tưởng để mà khi các bạn trình bày ở lượt cuối cùng, các bạn cũng có thể mang được một cái thông điệp nào đó cho phần trình bày của ba người trước đó của các bạn. Chúc các bạn may mắn. Đó là một phần gợi ý rất hay, rất là thực tiễn mà huấn luyện viên Tú Uyên cũng đã gợi ý cho các học trò của mình. Xin được chúc mừng Hà My và xin được chúc mừng Phương Anh. Chúng ta chỉ còn một lượt tranh biện nữa thôi, là lượt phản hồi. Mỗi đội sẽ có 2 phút để một lần nữa khẳng định được luận điểm của mình là xác đáng và thuyết phục được tất cả những người xem cũng như là huấn luyện viên Tú Uyên, người sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn.
Tất cả những điều đó đang ở phía trước. Quý vị hãy cùng chờ trong ít phút. Loki đã có cách khác để có thể kiểu gây thiện cảm với Odin, nhưng anh ta lại lựa chọn cách là trở thành một người xấu, trở thành một người tội phạm để gây sự chú ý của cha mình. Khi mà các bạn nói rằng họ có thể có những lựa chọn tốt hơn, Loki có thể làm cái cách khác tốt hơn, đó chính là vì các bạn đang đặt mình là một người ngoài, các bạn đã không thông cảm cho họ và không hiểu được những vấn đề của họ. Nếu như nói về cái kỹ năng trên biển vân vân thì Phương Anh làm không tốt bằng Hà Minh, nhưng mà nếu nói về cái nội dung tổng thể thì như mọi người cũng đã nhìn thấy thì cả hai đội đều ngang bằng với nhau. Quý vị và các bạn đang theo dõi Trường Tin và trước mắt chúng ta sẽ là những giây phút quyết định của trận vòng loại trực tiếp cuối cùng. Trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội và phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ có một đội bước vào vòng tứ kết mà thôi. Bây giờ trong lượt phản hồi này, mỗi đội cũng sẽ cử ra một gương mặt sẽ đại diện cho đội để cùng chốt lại vấn đề ngày hôm nay. Về phía đội ủng hộ, chúng ta sẽ cùng chào đón Phạm Nguyễn Minh Đăng. Và trên mục này thì đội phản đối cũng sẽ mang tới một gương mặt đã thể hiện rất tốt, đó chính là Đinh Trần Phương Linh. Mỗi bạn sẽ có 2 phút và sẽ không có câu hỏi nào dành cho các bạn từ phía đội đối thủ. Chúc Phương Linh và Minh Đăng sẽ làm thật tốt. 3, 2, 1, bắt đầu. Ánh dương sẽ chói lọi nơi ta một lần nữa. Đây chính là câu nói cuối cùng của Loki. Và đây cũng chính là thế giới mà đội phản đối muốn bảo vệ. Một thế giới nơi mà bất cứ ai ở dù ngoài bóng tối hay trong ánh sáng đều có thể có hy vọng tìm được ánh sáng. Chứ không phải là một thế giới nơi mà người trong tối lại bị dìm bởi sự áp lực, bởi những đánh giá của kẻ ngoài sáng. Và vì lý do đấy, chúng tôi tin rằng rõ ràng trong trận tranh biện ngày hôm nay, đội phản đối sẽ là đội giành chiến thắng. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng xem tất cả những gì đã được để lại trong trận tranh biện ngày hôm nay. Đầu tiên, tất cả những gì mà đội ủng hộ đã mang đến đây là một thế giới nơi mà tất cả mọi người sẽ chỉ tin rằng những cái vấn đề nó chỉ là những cái vấn đề thuộc về phạm nhân mà thôi, chứ không phải là vấn đề của xã hội, và họ tin rằng họ hoàn toàn không có bất cứ trách nhiệm gì để có thể chịu trách nhiệm với những cái vấn đề này. Tuy nhiên, đến cuối cùng trong trận tranh biện ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng chỉ có đội phản đối mới thực sự giải quyết được vấn đề, bởi vì một, đội phản đối đã thừa nhận rằng bản chất của Loki là xấu, tuy nhiên xã hội cũng phải một phần chịu trách nhiệm liên đới đối với Loki, và vì lý do đấy mà chúng ta cần phải thông cảm với Loki để thực sự hiểu được cái vấn đề đấy là gì, để có thực sự tiến được lên một cái sự phát triển mới cho xã hội. Bên cạnh đấy, đội chúng tôi tin rằng đội phản đối xứng đáng chiến thắng trận tranh biện ngày hôm nay, bởi vì đội phản đối đang mở rộng góc nhìn của người dân nói chung qua việc cho họ thấy được rằng những cái vấn đề xã hội ở nay ngày nay vẫn còn đó, và bất cứ ai trên thế giới này đều có trách nhiệm để giải quyết những vấn đề xã hội đó. Vấn đề xã hội không chỉ thuộc về chính phủ hay bất cứ cơ quan nhà nước nào khác, và vì lý do để chúng tôi tin rằng chúng tôi đang giảm bớt đi cái xu hướng và cái tư duy của con người đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau và tin rằng cái vấn đề chỉ thuộc về một số nhóm người nhất định, và vì lý do để chúng tôi tin rằng rõ ràng về mặt thực tiễn thì đội chúng tôi đã chiến thắng trận tranh biện ngày hôm nay. Vậy thì về mặt lý thuyết thì sao? Đội chúng tôi tin rằng đội phản đối là đội giành chiến thắng trận tranh biện ngày hôm nay vì hai lý do. Đầu tiên, đội phản đối đã bảo vệ được cái nhân văn của bản chất của sự thông cảm, đó chính là thấu hiểu cho lỗi lầm của người khác và đưa cho người khác một cái cơ hội để sửa sai lỗi lầm sau khi họ đã hoàn thành tất cả sự trả giá. Thứ hai, đội phản đối đang cố gắng hướng đến một cái xã hội nhưng mà người ta có thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau thay vì chỉ mãi mãi đánh giá và đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, và vì lý do đấy chúng tôi tin rằng đội phản đối sẽ là đội chiến thắng trận tranh biện hôm nay. Tôi xin cảm ơn. Các giám khảo hãy nhìn nhận những trận biện hôm nay, phần thắng rõ ràng đã được dành cho đội ủng hộ ngày hôm nay. Tại sao? Hãy nhìn những lý dụ, những ví dụ và những cái luận cứ mà đội phản đối này đưa lên rằng những con người hiện tại trong xã hội vẫn còn nhiều người có những cái khả năng để tái hòa nhập, vẫn còn những con người nên được thông cảm. Những con người này là gì? Là một, họ không gây ra những cái tội quá tày đình. Chúng tôi đã đưa ra từ lượt 1 và cả lượt 2 là gì? Những tội của Loki là tội trong xã hội hiện nay, nó có thể là tử hình, nó có thể là chung thân, nó có thể là bất kỳ một hình phạt tồi tệ nào. Tại vì như nào, anh ta đã tước đi quyền công dân, tước đi cái quyền con người của bao nhiêu con người khác. Anh ta đã cố gắng đánh sập cả một vương quốc của chính bản thân mình bằng những cái cơ chế đảo chính. Anh ta cố gắng làm hại nhiều người để chỉ để làm gì? Chỉ để đạt được mục đích của bản thân. Đó mới chính là vấn đề mà chúng tôi đang quan tâm chuyện biện hôm nay, và đó mới là vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết. Vấn đề chúng tôi giải quyết rồi là gì? Là Loki không phải là người ở trong bóng tối. Chúng tôi đã đưa đạo tính hóa từ người 2. Loki nắm giữ quá nhiều quyền lực, quá nhiều thời gian. Loki có được quá nhiều sự thông cảm của người anh và người cha và người mẹ của mình. Vậy cuối cùng là gì? Anh ta vẫn tiếp tục phản bội họ, anh ta vẫn tiếp tục tạo ra những cái tội, những cái gây ra những cái tội. Tại sao? Tại vì anh ta muốn khẳng định bản thân mình, và nhiều người trong xã hội hiện nay tội phạm cũng đang có vấn đề như vậy. Việc mà chúng ta cảm thông với họ không giúp cho họ cải thiện,
mà ngược lại là gì? Làm chúng ta đang làm cho họ cảm thấy rằng ừ, thật ra lỗi không phải của họ mà là lỗi của xã hội. Họ không có động lực thay đổi, họ không thể cải thiện để giúp xã hội hơn. Thứ duy nhất bị ảnh hưởng tồi tệ hơn là gì? Là những người nạn nhân, khi mà không một cơ chế nào để cảm thông cho họ bên đội phản đối ngày hôm nay cả. Chúng tôi đã đưa ra từ lượt hai là gì? Một ánh mắt các bạn thông cảm dành cho Loki, là một ánh mắt các bạn lãng quên đi những nỗi đau mà những người còn lại Odin đã phải chịu. Đây mới chính là vấn đề cần phải giải quyết, vì những người nạn nhân đã bị lãng quên, số lượng của họ lớn hơn một người tội phạm vô cùng nhiều, thế nhưng họ lại không được cảm thông, họ lại không được chia sẻ. Cuối cùng tất cả những sự cảm thông đó lại được tặng cho một người phạm nhân duy nhất, người đáng nhẽ ra không nên có được cái thẩm quyền, có được cái quyền lợi nhận được những cái vấn đề đó. Vì những lý do như vậy, chúng tôi tin rằng đội ủng hộ đã chiến thắng chuyện đặc biệt ngày hôm nay. Xin được chúc mừng Minh Đăng và Phương Linh đã hoàn thành xong được nhiệm vụ rất khó khăn của mình, đó là kết luận lại những luận điểm và khẳng định một lần nữa đội của mình xứng đáng chiến thắng trong trận tranh biện ngày hôm nay. Vẻ đẹp của một trận tranh biện quả thật là chúng ta cũng đã nhìn thấy được qua tất cả những phần thể hiện của các bạn thí sinh. Và điều quan trọng cuối cùng là tôi tin rằng cùng với những trải nghiệm của các bạn và những lời góp ý của các huấn luyện viên thì các bạn đã trở nên những bạn học sinh tự tin, có cách suy nghĩ rất là logic, đồng thời là cũng biết đặt mình vào hoàn cảnh của người có suy nghĩ khác biệt và thậm chí là khác hẳn đối diện với mình để chúng ta có thể trở nên toàn diện hơn. Bây giờ thì trước khi lắng nghe những lời nhận xét của huấn luyện viên Tú Uyên, quyết định của chị ấy, xin mời đội chuyên ngữ chúng ta sẽ cùng bước lên trên bục này. Màn hình cũng sẽ hiển thị cả ba thành viên của đội phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe các huấn luyện viên cùng nhận xét tổng thể chung trong cả quá trình của cuộc tranh biện ngày hôm nay, và họ có thể hoặc không đưa ra một cái dự đoán về kết luận cũng như là sự lựa chọn của huấn luyện viên Tú Uyên. Đầu tiên là xin mời bạn Hoàng Minh, Phương Uyên. Thì cảm ơn hai đội vì trận đấu này. Đây là một trận đấu rất là gây cấn và cân bằng. Nếu mà dự đoán của anh thì anh sẽ dự đoán là đội chị Uyên sẽ chọn đội chuyên ngoại ngữ. Không phải bởi vì đội chuyên ngoại ngữ giỏi hơn hay là vì làm xuất sắc hơn rất là nhiều, mà đơn giản bởi vì đội chuyên ngoại ngữ cảm giác cái màu sắc nó giống chị Uyên. Tóm lại là một cái phần dự đoán mà đổ hết cho người phải đưa ra quyết định, cũng không giúp gì được cho người ta. Bạn Hoàng Minh thật là một người nếu như phải bước vào một trận tranh biện với Hoàng Minh tôi cũng thấy hơi lo lắng ấy. Vâng, thế còn huấn luyện viên Nguyễn Chí Hiếu, anh sẽ nhận xét chung như thế nào? Thực ra thì khó chọn, bản thân mình thì vẫn rất là thích cả hai đội. Thích vì các bạn kỹ năng của các bạn rất là tốt, tư duy các bạn rất là tốt và cái nói chung nó khá là toàn diện. Tất nhiên với một cái đề khó như thế này thì và với một cái hai cái đội mà cái nền tốt như vậy thì thường thường bản thân mình cũng sẽ có một cái mong đợi cao hơn rất là nhiều đối với lại cả hai đội. Hôm nay á, thì nó hơi chưa đã được với một cái trận tranh biện như vậy. Mình cũng như là vòng trước về cái trận này thì cái ý này thì mình sẽ vẫn hơi nghiêng về bên phía đội năng khiếu một tí xíu. Là cái ý của các bạn nó vẫn đứng vững đến phút cuối. Và thực ra chuyên ngoại ngữ là cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà các bạn vẫn chưa đọc được cái ý mà mình nói hồi nãy rồi. Tuy nhiên nếu mà nói là chọn một đội đi tiếp thì có thể là mình lại hơi nghiêng về chuyên ngoại ngữ một tí xíu. Bởi vì các bạn đều hơn, ba bạn đều hơn. Và ba bạn giống như là các bạn cảm giác các bạn về cuối các bạn không bị đuối á. Là bởi vì nếu mà chấm trên trận này một cách rất là khách quan và khắt khe thì mình nghĩ rằng là mặc dù là chuyên ngôn ngữ mang ra rất nhiều những ý tưởng sáng, nhưng mà cái ý tưởng mạnh nhất của năng khiếu thì mình thấy là các bạn vẫn chưa thực sự làm đập sập đổ được. Nhưng nếu nói mà về kỹ năng và cái năng lực của các bạn thì mình lại hơi nghiêng về chuyên ngôn ngữ một tí xíu. Thành ra bản thân mình cũng rất là mâu thuẫn và thôi thì mình cũng đã bóng lại cho đúng người mà cần ra quyết định, chứ mình cũng không có dạ gì mà há miệng mắc quai. Thành ra thôi, cái này cứ để cho Tú Uyên là người quyết định. Vâng, xin được cảm ơn huấn luyện viên Nguyễn Chí Hiếu. Đương nhiên rồi, cuối cùng thì vẫn là người phải đưa ra quyết định sau cùng, rất khó khăn. Xin mời huấn luyện viên Tú Uyên. Từ trước đến giờ chị Uyên và chị Linh làm việc với nhau, đây là lần đầu tiên mà bọn chị disagree với nhau, bọn chị bất đồng với nhau rất là kinh khủng ở trong cái trường hợp này. Bởi vì mỗi người đang muốn chọn một team và phải có một người back off ra. Cái thứ duy nhất mà bọn chị đồng ý với nhau là bọn chị muốn chọn cả hai các bạn, hai team vào. Nhưng mà cái việc đó là việc không thể nào xảy ra được. Cho nên ở trong trường hợp này thì bọn chị quyết định chọn một team. Lý do mà bọn chị chọn team đó là bởi vì
team đó có thể trong trận đấu ngày hôm nay không phải là phần thể hiện tốt nhất của các bạn ấy. Và việc đó khiến cho chị Linh rất là nghi ngờ và rất là lo lắng là các bạn có thể đi xa được hay không. Nhưng mà một team còn lại thì các bạn thể hiện khá là tốt, nhưng mà khi mà các bạn thể hiện ngang bằng với lại một team mà hiện tại cái khả năng của các bạn ấy đang bị kiểm soát lại, thì đó có phải là một cái sự lựa chọn đúng đắn khi mà đưa các bạn vào sâu hơn hay không? Thì ở trong trận đấu ngày hôm nay, chị nhìn thấy rằng nếu như mà nói về riêng trận đấu này thì cả hai bên đều rất cần với nhau. Ý tưởng cả hai bên phát triển đến một cái tầm nó không chênh lệch nhau là mấy. Mỗi bên làm được cái thứ nhất định. Nếu xét về trong quá trình mà các bạn xây dựng cái dàn bài của mình ấy, thì thực sự là các bạn vẫn còn cần rất nhiều sự chỉ dẫn từ chị Linh để có thể ra được cái dàn bài như ngày hôm nay. Trên đó là cái điều mà bọn chị cực kỳ lo sợ khi bọn chị đưa một trong hai team vào. Và ở trong ngày hôm nay thì cho dù là chị chọn team nào thì chị tin rằng là team còn lại, các bạn sau này, chị tin rằng các bạn có thể đi rất xa và thậm chí là đi xa hơn cả cái team mà được bọn chị chọn ngày hôm nay. Chỉ đơn giản là tại vì bọn chị thấy rằng cơ hội để mà đội team đó, cái team mà bọn chị chọn đi xa hơn ấy, nó nhỉnh hơn 0.1% thôi. Và kết quả chị và chị Linh quyết định lựa chọn đội ủng hộ đội phổ thông năng khiếu sẽ bước vào vòng trong. Và bọn chị rất xin lỗi, thực sự là nói từ xin lỗi đối với đội CNN. Các bạn rất tốt, rất tài năng. Chỉ có một điều là hiện tại các bạn vẫn còn đang chưa có đủ một cái yếu tố rất là nhỏ thuyết phục một trong hai người bọn chị chọn đội của các bạn. Và chị tin rằng các bạn sẽ rất là thành công về sau. Các chị rất là tự tin vào các bạn. Chỉ có điều là mình không có cái cơ hội đó, bởi vì mình chỉ có một cơ hội thôi. Đó. Vậy thì chúc mừng đội phổ thông năng khiếu. Các bạn có thể nghỉ ngơi và sau đó mình có thể cố gắng chuẩn bị thật tốt cho vòng thi bán tứ kết sắp tới. Xin được chúc mừng đội phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi tên mình vào chiếc vé cuối cùng vào vòng tứ kết. Trước khi đến với đội phổ thông năng khiếu thì tôi rất là quan tâm tới những cô gái của trường chuyên ngữ. Ngay trong cái trận đấu này, một trận đấu quan trọng này, bọn em đã không thể hiện được trong mình, chứng minh cho chị Vân và chị Linh thấy là bọn em có đủ tiềm lực để đi vào. Thì em cảm thấy đây cũng không hẳn là một điều mâu thuẫn khi mà, như mà em cũng đã nói, kiểu những cái kia tiềm năng này nó khá là gọi là mơ hồ và không chắc chắn được. Chỉ là trong trận đấu này bọn em đã thua nên là em cũng cảm thấy là điều này rất là hợp lý. Ngoài ra thì như chị Uyên cũng đã nói, bọn em cũng vẫn có thể tiến xa hơn nữa, vì không dừng lại ở trường team mà còn là những cái giải đấu khác. Rất là hoan nghênh cái tinh thần của cả ba cô gái này. Tôi thấy các bạn đều mang tới một cái tinh thần thượng võ, một sự cầu tiến và luôn luôn hướng về phía trước với rất là nhiều những mục tiêu mới. Và anh tin rằng là không phải chỉ trong tranh biện, không phải trong trường tin, mà bất cứ lĩnh vực gì mà bạn em cùng hợp sức với nhau thì sẽ biến được rất là nhiều, làm được rất là nhiều những thành công. Và xin được chúc mừng đội phổ thông năng khiếu, các bạn đã ghi tên vào vòng tứ kết. Có bất ngờ không với lựa chọn của chị Tú Uyên? Em nghĩ là em rất là bất ngờ, bởi vì đối với trận tranh biện này thì em thấy nó cũng rất là cân và có thể là đội em thua. Nhưng mà em nghĩ là những nhận xét của chị Tú Uyên rất cũng có một phần đúng đắn, và em vẫn tin vào những cái nhận xét của chị. Và thật ra ở ngoài đời thì em cực kỳ ngưỡng mộ những bạn chuyên ngữ luôn. Những bạn chuyên ngữ là những cái bạn rất là giỏi ở trong cộng đồng Việt Nam rồi, và em tin rằng là các bạn sẽ có thể đi xa và ngày càng tốt hơn bọn em nữa. Rất là cảm giác tự hào khi được chung nhà với lại những bạn chuyên ngữ. Thật sự là đáng yêu khi chúng ta thấy được sự khiêm tốn của những bạn trẻ, cho dù các bạn là người chiến thắng trong cuộc tranh biện ngày hôm nay. Và hãy tiếp tục giữ cái tinh thần như vậy. Và tôi tin rằng là các bạn chuyên ngữ này, rồi là những thành viên khác trong ngôi nhà của Tú Uyên cũng sẽ hỗ trợ các bạn để làm tốt nhất có thể trong vòng tứ kết. Xin được chúc mừng phổ thông năng khiếu. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã xác định được cả 6 đội bước vào vòng tứ kết. Và ở đó sẽ là một format với thêm rất nhiều những yếu tố, rất nhiều những sự kịch tính, và đương nhiên là những kiến nghị khiến cho bất cứ ai cũng phải vò đầu bứt tai mới có thể nhìn ra được là mình cần phải chuẩn bị những gì. Chúc cho tất cả các thí sinh bước vào vòng tứ kết sẽ có một đêm ngủ ngon giấc, hoặc là không, bởi vì các bạn sẽ phải chuẩn bị rất nhiều cho vòng tứ kết. Chúng ta sẽ cùng gặp lại trong tập tiếp theo của Trường Tin. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.